Xin chào, Idea Hoa Kỳ again. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề apartment. Apartment hay mình còn gọi là flat. Nhưng mà ở tại Mỹ thì mọi người sử dụng apartment nhiều hơn là flat. Và đây là apartment nơi tôi đang sống ở đây. Apartment mình có thể nhìn thấy nó chia thành nhiều các cái block khác nhau. Block. Block 1. Và thường apartment thì có parking lot là khu hay gọi là bãi đỗ xe, và mỗi một cái chỗ để đỗ xe ở đây, mỗi một cái vị trí đỗ xe người ta gọi là parking spot. Và một parking lot thì có rất là nhiều các parking spots. Và ngoài ra khi ở chung cư thì họ thường offer thêm nhiều các cái tiện ích, hay mình gọi là amenities. Và bây giờ hãy cùng tôi đi xem khu apartment nơi tôi ở thì có những amenities gì. Đấy. Và đây là khu tập gym là nơi để cho các resident hay là gọi là cư dân họ có thể tập thể dục bất cứ lúc nào. Và cái từ tập thể dục hay gọi là luyện tập thể thao người ta gọi là workout. Và đây là business center. Mỗi apartment thì đều có một cái business center, một computer phục vụ chúng ta có thể check email, gửi email, đọc báo mạng vân vân. Và ngoài ra còn có một cái pool table. Chúng ta có thể chơi billiard hoặc có thể là để như xem TV, xem những trận bóng đá hay là xem những trận bóng bầu dục. Ở mỗi một bể bơi ở tại khu chung cư thì không có nhân viên cứu hộ. Trong quá trình chúng ta bơi hay là chúng ta chơi đùa với nước, nếu có bất cứ rủi ro nào xảy ra thì việc đó chúng ta phải chịu trách nhiệm. Như vậy là mỗi một bể bơi bao giờ cũng có một cái biển để là warning: No lifeguard on duty. Nghĩa là không có nhân viên cứu hộ trực ở đây bất cứ lúc nào. Ra apartment còn có khu vực gọi là mailbox. Ok, ở đây có thể lấy thư hoặc là các cái package từ các cái hộp box này, và chỉ cần nhập mã số vào đây, sau đó thì có thể lấy box từ các cái hộp này ra. Dog park là nơi mà mình có thể mang các con thú cưng, đặc biệt là chó ra đây để có thể chạy nhảy và có thể vui đùa ở đây, gọi là car beside dog park. Và phía bên kia là khu vực grill. Nếu như mình muốn nướng một món ăn nào đó hoặc là nướng thịt thì hoàn toàn mọi người có thể mang đến chỗ khu vực grill và có thể nướng thịt ngay tại đó. Và ở đó cũng có bàn ăn, cũng có ghế để mọi người cùng nói chuyện và cùng ăn, cùng nướng thịt ở khu vực đằng kia. Và đây là khu vực vui chơi cho trẻ em, hay còn gọi là play area. Asia is glammy.